Chào mừng các bạn quay lại chuyên mục tin tức khỏe và đẹp. 6 tác dụng phụ của kem chống nắng. Các bác sĩ da liễu thường xuyên khuyên chúng ta sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Thực tế, điều này vốn là điều vô cùng cần thiết cho khả năng ngăn ngừa ung thư da, cháy nắng và lão hóa sớm. Tuy nhiên, kem chống nắng hóa học cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tác dụng phụ do ảnh hưởng của một số thành phần như tetracycline, thuốc sunfua, phenothiazine. Điều quan trọng là bạn hãy tìm hiểu những ảnh hưởng này để biết cách ứng phó sao cho phù hợp nhất. Thứ nhất, phản ứng dị ứng. Kem chống nắng có chứa một số loại hóa chất có thể gây kích ứng da như đỏ, sưng, kích ứng và ngứa. Thậm chí ở một số người, phản ứng này còn vô cùng nghiêm trọng với các biểu hiện gồm phát ban và ngứa dữ dội. Thông thường, những thành phần dễ gây ảnh hưởng hơn cả là hương liệu và chất bảo quản. Ví dụ như PA được sử dụng trong nhiều loại kem chống nắng thương mại có thể gây ra phản ứng dị ứng cao. Do đó, thành phần này đã và đang được loại bỏ khỏi sản phẩm chống nắng từ các thương hiệu uy tín. Để ngăn ngừa tình trạng này, các bạn có thể lựa chọn sản phẩm chống nắng có dán nhãn hypoallergenic, không gây dị ứng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng kem chống nắng có chứa kẽm oxit bởi chúng ít có nguy cơ gây dị ứng hơn. Thứ hai, kem chống nắng có thể làm cho mụn trở nên tồi tệ. Nếu bạn có làn da dễ bị mụn trứng cá, một số hóa chất trong kem chống nắng có thể khiến tình trạng này thêm tồi tệ. Để loại bỏ tác dụng phụ này của kem, điều quan trọng bạn nên làm là chọn dòng sản phẩm không gây mụn và nhờn da. Thứ ba, kích ứng mắt. Việc không may làm dính kem chống nắng vào mắt có thể gây đau và kích thích cho vị trí này. Thậm chí một số người cho rằng kem chống nắng hóa học có thể là nguyên nhân gây nên mù lòa. Thế nên nếu kem chống nắng dính vào mắt của bạn, việc bạn cần làm là rửa sạch bằng nước mát và nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa. Thứ tư, tăng nguy cơ ung thư vú. Theo kết quả của một số cuộc khảo sát được thực hiện trước đây, một số thành phần trong kem chống nắng có thể gây ra ức chế lượng estrogen trong máu. Chính sự thay đổi lượng estrogen trong máu này lại được cho là nguyên nhân gây ra ung thư vú. Bạn nên chú ý tránh sử dụng kem chống nắng hóa học dành cho trẻ em bởi làn da mỏng manh của trẻ có xu hướng hấp thụ các hóa chất ngay lập tức. Thứ năm, đau ở da đầu và ngực. Kem chống nắng vốn đi kèm với nhiều hình thức khác nhau như gel, thuốc nước, thuốc xịt, thuốc mỡ, kem và sáp. Khi sử dụng, một số sản phẩm có thể gây khô da cho vùng da đầu, vùng ngực nam giới có nhiều lông. Do đó, với những vị trí này, bạn nên lựa chọn sản phẩm dạng gel là tốt hơn cả. Thứ sáu, viêm lỗ chân lông. Khi kem chống nắng tích tụ trên da trong thời gian dài có thể gây không được loại bỏ, nó có nguy cơ gây bít lỗ chân lông, gây ngứa và phát ban cho da. Trong một số trường hợp, nó còn có thể làm viêm nhiễm nang lông, hình thành các nốt mủ nhỏ gây đau đớn và mất thẩm mỹ. Một số mẹo để tránh tác dụng phụ gây ra bởi kem chống nắng. Để bảo vệ da tốt nhất khi dùng kem chống nắng, bạn có thể chú ý đến một số lưu ý sau. Rửa sạch và ngưng sử dụng kem chống nắng nếu da có dấu hiệu mẩn đỏ hay kích thích. Tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu về việc sử dụng kem chống nắng mới. Thoa kem chống nắng thường xuyên sau 2 giờ nếu bạn hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Chọn kem chống nắng cho trẻ em một cách cẩn thận. Tránh sử dụng kem chống nắng cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Chọn kem chống nắng không chứa dầu và không gây mụn nếu bạn có làn da nhờn. Cuối cùng, nếu bạn vẫn còn lo ngại về tác dụng phụ của kem chống nắng hóa học, bạn có thể thay thế bằng sản phẩm vật lý với oxit titan hoặc oxit kẽm để bảo vệ da tối ưu.